Thật tướng của thần thông. Người có phải là thần tiên giáng trần không vậy? Sao đột nhiên lại xuất hiện như vậy? Thần thông thì quả thật là không dám nói, nhưng thần thông thông hiểu quá khứ, đoán biết tương lai ta chỉ biết có chút ít thôi à. Gần đây nhà của cô bị bể cống nước, trong nhà xảy ra thủy tai nhỏ. Sao mẹ biết hay vậy? Cẩn thận một chút, hũ gạo nhà của cô sắp bể rồi. Bà Trương à, hũ gạo nhà bà bị bể rồi, ông Trương cho bà một cái mới đó. Gói tiền của cậu thì bị mất rồi. Hả? Gói tiền đâu rồi? Thân thể cậu rất giả, vai phải bị đau nhất. Hả? Thật vậy sao? Không phải đâu. Trời ơi. Thưa sư phụ, cái người hôm nay con gặp nhất định là kẻ lừa đảo đó. Nhưng mà ông ấy biết con bị nhức mỏi vai phải đó. Muốn biết vai phải từ quà bị đau thật ra dễ lắm. Mới nhìn thì đã biết con thường mang giác nghiêng một bên, cho nên cái áo bên vai phải mới bị cọ quẹt dơ và rách đó. Hả? Thật vậy sao? Sư phụ nghĩ chúng ta phải nên lưu ý nhiều về những hành động của người này trong làng ta. Tôi nghe nói ông là người biết trước dĩ lai rất là giỏi, có phải vậy không? Dê ngoại à, đừng có nghe phu nhân nói cái gì hết. Lòng ông nghĩ thế nào thì làm theo thế ấy là được. Sao mà ông biết được vậy? Dê ngoại, ông có muốn kiếm tiền nhiều không? Dựa vào thần thông của ta, nhất định sẽ giúp ông kiếm được một số tiền rất lớn đó. Thật vậy à? Tất nhiên là thật rồi. Nếu đã như vậy thì tôi nhất định sẽ nghe theo lời ông, để giúp tôi thành tựu được đại nghiệp. Hả? Chú nói cái gì? Vô Di ngoại định bán nước nữa hả? Đúng vậy, đất gian xong toàn bộ đây là của ông ấy. Ông ấy nói diễn tích lớn như vậy, chúng tôi lo không xuể. Ông ấy bảo phải xây tường rào xung quanh, người nào muốn lấy nước thì phải đóng lộ phí. Tôi còn phải nuôi 7 đứa con trai, tôi hỏi làm sao mà tôi gánh vác nổi đây. Trời ơi, làm sao tôi gánh vác nổi. Sự việc này quá thật là càng quấy. Tường Hòa, Quan Hỷ, chúng ta phải đi xem thử coi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hả? Như Di ngoại kìa, sao đúng lúc vậy? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Di ngoại, xem ra thì ông đang có tâm sự. Khi coi toái số rồi, tôi mới biết là tiền đồ của mình quá xấu. Tuy đại sư tướng số có nói cho tôi biết cách tiêu tài giải hạn, kiếm được nhiều tiền, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc này, không chỉ không có cách gì dơ đi được nỗi lòng, mà còn đau nhức khắp người nữa. À, chưa gì ngoại. Được rồi sư phụ à, đừng có nói nữa, tôi mệt lắm rồi, tôi phải về nhà nghỉ ngơi đây. Thưa sư phụ, ông thầy tướng số mà Dương Di Ngoại nói có phải là người biết biến ra ma thuật không? Dương Di Ngoại đột nhiên muốn bán nước có lẽ là liên quan đến chuyện này. Hai con mau đi tìm chú Lý, giúp chú ấy điều tra thử xem. Rốt cuộc hai người dẫn ta ra đây là muốn gì vậy? Chú Lý có nói với chúng cháu là có thứ này muốn cho ông xem đó. Ta biết người ở đâu rồi, mau ra đây đi. Hả? Bất cứ chuyện gì cũng không qua nổi pháp nhãn của Dương Lão Tam. Cái tiếng của người phát ra cách ra 3 dặm còn nghe thấy nữa mà. Tôi đã dò được thông tin về gia sản của Dương Di Ngoại rõ ràng rồi. Hả? Gia sản của ta hả? Ở thùng này Dương Di Ngoại có cả thảy là 36 bất động sản, 15 cửa tiệm. Tại sao lại biết tài sản của ta có bao nhiêu chứ? Dương Di Ngoại à, chú Lý đã điều tra ra rằng người đó từ lâu đã tư thông với thầy tướng số kia rồi. Cái ông tướng số đó thực ra là một kẻ biệt bợm. Chúng cháu đặc biệt muốn dẫn ông tới đây để nhìn cho rõ bộ mặt thật của hắn. Cháu đã nhận ra người đó rồi. Ông ấy chính là người đầu tiên ở trong trấn coi ông thầy tướng số là thần tiên đó. Vậy à, thiệt là đáng ghét mà. Hắn dám lừa ta sao? Thì đã hắn muốn lừa gia sản của ta. Chính hắn bảo ta trưng thu phí nước sẽ làm cho ta phát tài. Hèn gì ta càng nghĩ càng thấy lạ. Làm như vậy dân chúng trong làng không hận ta sao? Cái tên lừa đảo này thiệt là đáng ghét mà. Thật ra Viên Ngoại và người lừa đảo kỳ lạ này, chi bằng hãy thử nghĩ xem bản thân mình đối với thần thông có phải là sự quan tưởng và ý hay không. Sư phụ trách tôi hả? Trên thực tế người có đủ thần thông cũng không chắc là mang đến hạnh phúc. Chỉ có đạo đức mới là kho báu bất tận dùng hoài không hết. Từ lúc tôi nghe lời hắn tới bây giờ, dường như là phiền não càng nhiều hơn, không có chút vui sướng nào so với trước đây hết. Còn sư phụ nói rất đúng, tôi thật sự là không nên mê tín thần thông để bị người khác lợi dụng như vậy.
Nam mô